tiệc nói chung là trang trí khá là ok. Trang trí thì rất là phù hợp với không khí của Halloween và đồ ăn thì cũng được trình bày rất là đẹp mắt. Thì mình cũng làm việc với lại Bito mấy lần rồi nên thấy là các bạn setup là cũng đã phối hợp được, quen với lại bên mình. Thì nói chung là đều đảm bảo là trước giờ mà tụi anh bắt đầu thì mọi thứ đều đã sẵn sàng hết. Thì Bito vẫn là một trong những cái lựa chọn mà anh hay nghĩ tới khi mà đặt tiệc cho văn phòng.